Vào ngày 15 tháng 11, theo một nguồn tin thì đã có khoảng là 100 trẻ em trường mầm non ở Xuân Nộm, Đông Anh, Hà Nội đã phải nhập viện trong tình trạng là bị sốt, chóng mặt và bị nôn. Một số trường hợp bị nặng đã phải chuyển sang nội thành và sự việc nghi là do ngộ độc thực phẩm. Theo các phụ huynh có con nhập viện, nguyên nhân ban đầu nghi do ngộ độc thực phẩm, do số trẻ cấp cứu đông nên là các cháu được đưa vào điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn là Bệnh viện Đa khoa Bắc Thanh Long và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Một số trường hợp có dấu hiệu nặng đã được chuyển sang các bệnh viện ở nội thành. Nhiều phụ huynh đã phản ánh rằng trưa ngày 14 tháng 11 con ăn buffet tại trường và sau đó đến đêm ngày 14 tháng 11 và sáng nay ngày 15 tháng 11 trẻ có biểu hiện đau bụng đi ngoài, bị sốt và nôn nên được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện thì các thông tin về vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra xác minh và làm rõ nguyên nhân.